Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã đến với channel của Nga nha. Trước tiên hết thì Nga gửi lời chào đến toàn thể tất cả mọi người đã ủng hộ Nga trong những ngày vừa qua. Và hôm nay là ngày 16 tại tháng 3 năm 2019. Nga muốn chia sẻ với mọi người một cái việc này. Hầu như các anh chị và các bạn đều biết đấy, thì ở Sài Gòn và ở Sài Gòn, đặc biệt là khu vực Sài Gòn là chính, đa số chúng ta thường hay bị bệnh, mắc những cái bệnh giống như là bệnh về đường hô hấp và hệ thống mũi, xoang mũi của chúng ta gặp nhiều sự cố, có nghĩa bị viêm xoang này kia, hoặc là dị ứng thời tiết, hoặc là bụi bặm. Và Nga thì là cũng nằm trong cái tầm đấy. Và cách đây năm thì mình cũng bị viêm xoang, và hiện giờ viêm xoang của mình thì tương đối là ổn. Và Nga cũng có dịp để mà trao đổi với tất cả các anh chị bạn của Nga, đặc biệt là các anh chị đó là chuyên về bác sĩ tai mũi họng của bệnh viện 115. Thì lúc trước khi mà mình giống như các anh chị và các bạn đó, có thể là khi mà mình mỗi lần mà mình cảm giác nhức đầu, khó chịu, khó thở thì mình thường hay chạy vô trong bệnh viện. Và cái bữa nào mà mình nghẹt mũi dữ quá, hay là mình bị giống như chảy mũi và khó chịu á, thì mình vô đó và các anh chị mới rửa mũi cho Nga. Thì sau những cái đợt mà có tùy Nga bị phẫu thuật xoang, thì các anh chị mới hướng dẫn mình là mỗi lần như thế, hoặc là vào cái thời tiết hiện tại bây giờ của Việt Nam á, để ngay cả thật sự ra là anh chị nói là có bệnh hay không bệnh gì á, thì mình cũng nên rửa. Và anh chị mới có nói chuyện với Nga về cách thức mà rửa mũi. Tại vì mới đầu Nga cũng giống cái anh chị là mình vô trong chổng rồi xong rồi những anh chị mới viết cho mình một cái toa ghi qua bên phòng rửa mũi. Mà Nga rửa mũi đến nỗi mà Nga thiệt, Nga rửa mũi và xong mũi không họng vào cái thời điểm mà mình bị nhiều nhất khi mà mình đứng lớp, rất là nghiêm trọng. Nga thật sự là Nga là quen thân thiết với cái anh mà bên tai mũi họng, mà về anh mà làm về khâu mà điều dưỡng, mà mỗi lần anh ta chuẩn bị đem dụng cụ đồ nghề ra là mình nói thôi cái gì mà đi xong họng hay gì đây, tự em giải quyết hết tất cả mọi thứ cho. Và các anh chị đó mới nói với Nga về việc rửa mũi, nói là em nên mua nước muối để mà em rửa. Nước muối ở đây có nghĩa là nếu như các anh chị mà rửa thông thường cái nước muối bình thường, mà nước muối nhỏ mũi của em bé thì nó chỉ là chẳng qua là nhỏ để thông thoáng thôi sau khi mình đi bơi thôi. Nhưng mà để mà nó thật sự là để mà khi mà mình bệnh á, mình khó chịu nhất là những cái lúc mà trở trời á, mình sẽ bị khó chịu nhất là cái người mà bị nghẹt mũi và sổ mũi. Nghẹt sổ mũi thì còn đỡ, mà các anh chị nghẹt mũi rất là khó thở, nhất là những anh chị mà bị viêm xoang vào mùa nóng là rất rất khó thở luôn. Và cái cơ thể mình chỉ cần mình thức khuya vài bữa thôi là cơ thể mình nó sẽ phản ứng và nó báo hiệu cho mình là bạn chuẩn bị viêm xoang rồi đấy, bạn chuẩn bị có dấu hiệu về tai mũi họng rồi đấy, do đó bạn hãy cẩn thận. Và đợt thì Nga mới đi rửa mũi, khi mà mình tình cờ cách đây tầm khoảng 4-5 ngày trước, cái đợt đó thì anh rể của Nga, có nghĩa là trước đó thì cứ mỗi lần vô bệnh viện là các anh chị cho cái chai nhỏ mũi, mà cái kiểu nước mũi sinh lý của em bé á, mà dạng cái độ mà các anh chị có thể dùng nhỏ mắt nhỏ mũi mua ngoài nhà thuốc á, thì nó rất là rẻ, không có nhiều hết á, nó chừng có 1.000-1.200 một tiếp thôi. Nhưng khi mà một người anh của Nga ở bên Mỹ mới về, anh cũng bị viêm xoang, và khi anh điều trị thì bác sĩ bên bển mới nói anh là mua cái loại cái chai giống như nét nét cái hộp giống vậy nè. Ở đây thì các anh chị rất là dễ dàng, có nghĩa là một cái hộp này thì nó rất là gọn, là gồm có một cái bình và ở trong đây gồm có cái những cái gói muối nhỏ nhỏ ha. Và khi đấy thì cái gói muối nó như thế này, các anh chị chỉ việc là rất rất đơn giản khi sử dụng là các anh chị với việc là xé cái gói muối này ra ha, các anh chị đổ vô cái bình này, tại cái bình này có sẵn trong cái bộ set của nó. Thì các anh chị thấy cái mức đây nè, thì mình sẽ chế nước, và đặc biệt là mình sẽ dùng nước tinh khiết
Và Nga khuyên các anh chị nên dùng nước Lavi. Tại vì sao? Nước Lavi thì nó đóng chai cũng ok hơn. Mình mua một chai bự vậy đi, và mình để biệt riêng ra, không cho ai được đụng đến. Và mình phải cất riêng ra luôn nha, nó thật sự. Tại vì sao? Mình dùng rửa hệ thống xoang của mình thì mình phải cẩn thận. Và các anh chị cứ việc chế cái này vô đến cái mức này, rồi xé cái gói muối này bỏ vô và lắc. Và nhớ trước cái ấy thì mình sẽ phải làm vệ sinh cái bịch này, có nghĩa mình rửa, lấy nước nước tinh khiết này mình bỏ vô, mình lắc mà mình xúc ra để cho bụi bặm đồ nó ra hết. Rồi khi anh chị bỏ vô, các chị lắc lên và lắc lên, sau đó thì mình để như mũi vậy nè, mình bóp bên đây một phát, mà mình bóp bên đây một phát, cứ như vậy hai bên liên tục, và tất cả những cái chất bẩn nó sẽ chảy từ khoang này và qua khoang kia. Và có một điều khi mọi người làm á, có hai cách. Một trong cái quá trình mấy anh chị nhớ là khi ở trong bệnh viện người ta kêu mình nói kê, thì bây giờ mình cứ tưởng tượng mình nói giống như khi mà nói vậy thì cái nước nó sẽ không lên khoang. Việc thứ hai là các anh chị phải khum cho đủ độ khum thì nó sẽ không có làm cho anh chị sặc, nó sẽ chảy từ bên đây qua lỗ bên kia và sẽ đẩy ra hết những cái chất dơ trong cái mũi mình. Rồi cái này là mình sau đó thì Nga mới vô trong bệnh viện thì Nga trao đổi với những anh chị ở trong khoa tai mũi họng của trong bệnh viện 115 á, thì Nga hỏi ủa chị cái gói này có ok không, thì chị nói là gói này rất ok, và chị nói nếu có điều kiện thì em nên xài cái gói này. Vậy thì thật sự sau một thời gian mình xài thì mình thấy giữa nó và cái chai mà nước gọi là mình nói là nước muối, nhưng thật sự ra nó là cái chai dịch mà truyền đạm á, thật sự nó là nước mà cất, mà khi mà mình mỗi lần mà các anh chị mà bị nằm viện người ta truyền vô đây mình cho mình để mà có một cái lượng nước vô trong người mình á, là mình mua cái chai đó. Thì nếu như trường hợp mình phẫu thuật, có nghĩa là những cái gì mà mình phẫu thuật mà hở ở trong giống như phía trong á, thì Nga khuyên mọi người nên mua cái chai đó, và mọi người nên mua giá sỉ. Tại vì mua một lần một thùng, cái đợt đó thì Nga mua một lần là quốc là trong cái đợt phẫu thuật nó bút đến 3 thùng, rửa liên tục trong vòng 1 tháng trời cho hết, để cho nó sạch thông thoáng cái xoang của mình. Tại vì khi mà phẫu thuật xong thì các anh chị phải giữ rất là kỹ. Rồi cái đó trường hợp Nga nói là về mà khi mà phẫu thuật. Còn sau này hết mà phẫu thuật rồi thì mình cứ việc dùng cái gói này mà mình rửa. Cái này là nếp nét bỏ vô cái chai này thôi. Đó là nếu như mình có nghĩa hàng ngày mình không bị nhiệt gì hết thì mọi người cứ việc là mua như thế và mọi người rửa. Và nếu như trường hợp mà mình có bị nhiệt mũi á, thì mọi người phải xin sự chỉ định của bác sĩ. Thông thường thì bác sĩ sẽ cho mọi người một cái chai để nhỏ mũi, để cho thông thoáng cái lỗ mũi của mình. Và mọi người sau khi thông thoáng nhỏ vô một giọt hoặc là hai giọt hoặc là Canimax. Nhưng mà mọi người nhớ giùm mình là hãy hỏi kỹ bác sĩ cái việc đó. Tại vì sao? Tại cái đó là sự chỉ định của bác sĩ. Và theo Nga được biết từ các anh chị mà trong bệnh viện có nói với Nga là nếu mà em sử dụng cái chai đó xịt để mà thông thoáng lỗ mũi mình và để rửa khi mà mình bệnh mình rất rất khó chịu và những cái ngày mình thở không được đó, thì mình xịt và mình dùng để rửa, thì mình không được dùng quá 5 ngày. Tại vì sao? Khi mình dùng quá 5 ngày thì cái trong đây của mình nó sẽ bị cũng như là nó không còn phản xạ như bình thường. Thì đại khái là những anh chị đó dùng cái từ trong chuyên ngành nhưng mà Nga không nhớ, nhưng mà đại khái là không được nhỏ quá 5 ngày thì các anh chị nhỏ và các anh chị rửa. Và thông thường nếu mà trường hợp mà mình bệnh thì mỗi ngày các anh chị nên rửa 3 lần, có nghĩa là khi mình ngủ dậy mình rửa một lần, trưa mình đi làm hay là gì mình rửa một lần, và tối trước khi mình đi ngủ mình rửa một lần. Nhưng khi rửa xong mọi người nhớ là nghiêng đầu, cúp đầu, sao nghiêng qua nghiêng lại để cho nước muối nó ra hết, và sau đó mình đi ngủ thì nó sẽ cảm giác là an toàn hơn, có nghĩa là nó thoải mái hơn. Và thông thường Nga thì Nga làm một cái cách là sau khi Nga rửa xong, Nga vũ cho xong, xong rồi Nga cái giống như quỳ vậy, Nga chống cái đầu Nga xuống, rồi Nga sau đó Nga nghiêng giống như để cái gương mặt của mình ngang với mặt đất thì tự động nước sẽ chảy ra hết ở hai khoang, và sau đó thì mình đi ngủ rất là dễ dàng và ngủ ngon nữa. Và bây giờ mình sẽ thực hiện cái tiến trình rửa mũi cho mọi người xem. Cái gói nếp mét này nè, mọi người nhớ giùm Nga là nó có hai tác dụng.
Nếu mình thích rửa mũi thì rửa mũi, nếu mình không thích mình bỏ vô mình pha mình súc họng, đối với trường hợp bị viêm họng. Mà nghe nói luôn, đối với trường hợp viêm họng thì thông thường nếu như mình có khả năng thì mình dùng nếp mét, còn không khả năng thì mình cứ dùng nước muối thường thôi. Mua lấy muối 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 hộp muối muối mà mình nấu ăn á, mình bỏ vô rồi mình pha hơi loãng loãng rồi mình khò thì nó sẽ ok hơn. Có nghe không phải ý nó không phải ok mà ý nó là đỡ tiết kiệm cho mình về tài chính. Tại thật sự ra một cái hộp này nó không có mắc, và hàng này thì các anh chị đừng lo là nó là sự kiểm định của Mỹ hết cả, và cái này sản xuất từ bên Mỹ và Nga mua cái đợt mà Nga đi du lịch tại bên bển. Nga có mua thêm để mà Nga về rửa mũi. Còn trường hợp anh chị thì anh chị có thể nếu như có người thân ở bên nước ngoài thì có thể nhờ người thân ship về cho mình, hoặc là đi ai đi du lịch đó nhờ mua về. Còn đối với thị trường Việt Nam thì cũng có bán, nhưng mà Nga thì Nga không nắm rõ giá, nếu ai cần thì có thể là Nga sẽ chỉ các anh chị chỗ mua, nó rất là dễ mua, không có gì khó hết. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành, và nhớ giùm Nga một cái là sau khi mình rửa mũi xong, các anh chị tìm một cái chỗ, cái kệ nào đó ha, đồ nào đó mình để vậy nè, cho cái chai của mình nó khô ha. Và luôn luôn nhớ trước khi rửa mình chịu khó mình bỏ ra mình súc. Và người ta có một cách nữa là nếu dùng nước ấm, có nghĩa cái chai này mình chế vô và mình sẽ bỏ vô trong microwave chừng một chút xíu thôi. Và nhớ giùm Nga khi bỏ vô microwave đem ra thì phải test, chứ không phải bỏ vô là luộc chín cái lỗ mũi của anh chị luôn. Là các anh chị nghiêng đây bơm nước xịt ở đây nè, thì cái chỗ này là cái phần nhạy cảm nhất. Nếu mà mình thấy hơi hơi nóng thôi, hơi hơi ấm thôi thì mình rửa được, còn mà thấy nóng hay gì thì mọi người nhớ để nguội nha. Tại cái đó là đối với trường hợp mà ở xứ lạnh thì người ta bỏ trong microwave. Tại vì các anh chị biết là đợt đó Nga qua bên Mỹ khi mà mùa lạnh, Nga rửa vô cái chai này nó lạnh ngắt, rửa vô không được luôn, không không cái lỗ mũi mình nó co lại, do đó mình phải dùng nước ấm. Rồi bây giờ mình tiến hành. Rồi bây giờ mình chế ra. Ây da da. Do cái này mình thường thường mình sẽ rửa ở ngoài là chỗ bồn rửa mặt, nhưng mà bây giờ mình rửa cho mọi người xem. Tại sẵn nguyên một ngày hôm nay ngay chưa có rửa mà ngay đi đường bụi quá nên mình cũng thấy khó chịu. Đây, các anh chị thấy nó chỉ ngang ngửa vậy thôi ha, rất dễ dàng, con nít cũng sửa được, không có đứa nào nó sợ hết. Mấy đâu mình cứ tưởng đâu là mấy đứa nhỏ nhỏ nó sợ, nhưng mà khi mua cho cái đứa cháu nó rửa nó còn khoái nữa. Mình cứ việc xé cái gói này ra, rồi sau đó các anh chị cái việc bỏ nó vào đây, rồi xong nhớ rửa tay vệ sinh cho sạch sẽ nha. Rồi xong mình sẽ lắc nó lên vậy, rất dễ dùng. Rồi, sorry mọi người, một cái nghe chỉnh cho sáng màn hình lên một chút. Rồi ha, bây giờ bắt đầu nha, mình sẽ rửa. Ây da da, ui dồi ui, mình chỉnh lại một đèn quang một chút cho mọi người xem. Rồi nghe mở kính ra, tại mở để kính không thấy được. Và bây giờ mình bắt đầu. Mọi người cứ nhỏ từ bên mũi này sang mũi bên kia liên tục. Qua wow, qua. À, thế mình chốc đầu như vậy làm nước nó muối nó sẽ đi ra nghiêng trái nghiêng phải. Rồi sau đấy thì mọi người phải dùng khăn ha, như thế là bắt đầu để nghiêng.
Rồi. Thế là quy trình rửa mũi đã xong. Đó. Rất dễ dàng sử dụng, không sợ bị sặc. Mà mình dùng cái bình này thì nó an toàn hơn cho mình. Mỗi lần mình bóp một lần á, thì mình cho lỗ mũi này, xong rồi sau đó mình để cho, có nghĩa trong lúc làm thì mọi người nhớ một là nó chỉ kê, hoặc là mọi người sẽ nghiêng một góc độ, thật là cái mặt mình nó song song với lavabo á, thì nó sẽ ok nhất, là nó sẽ không bao giờ sặc mũi mình hết cả. Rồi, đây là một cái cách thức mà mình đã dùng để rửa mũi cho những cái trường hợp mà mình bị viêm xoang, hoặc những khi mà mình bị sổ mũi, nghẹt mũi, mọi người có thể áp dụng, đặc biệt là ở Sài Gòn, những cái khí hậu mà bụi bặm sau khi đi một ngày trời làm việc ở ngoài đường á, mọi người di chuyển á, thì đây là một cái cách thức mà giúp cho mình có thể bảo vệ được sức khỏe của mình. Tại vì thật sự ra tai mũi họng là cái khó dễ dàng mà rất dễ dàng mà chúng ta dễ bị, và nó rất là khó chịu cho mình. Và Nga cảm ơn tất cả mọi người đã xem, và mọi người cứ hãy cứ mọi người cứ dùng cái loại này thôi, nó rất là dễ dàng, không có gì hết cả, có thể dùng cho người lớn và trẻ em đều được hết. Và sau khi rửa xong thì mọi người nhớ súc sạch cái bình này, rồi sau đó mình sẽ mang úp lại và chờ cho nó ráo, rồi mình sẽ gói giống như mình dặn lại, mình để khô ở nơi mình cất giữ thôi. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi nha. Chúc các anh chị luôn luôn khỏe mạnh.